Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh. Trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ đến quý anh chị các bạn một cái chủ đề, đó là cái cách để mà giúp cho cái trang web của chúng ta nó trở nên hiệu quả hơn, giúp cho cái người mà truy cập vào cái trang web của họ có thể là trở thành cái người mua hàng. Thì trước tiên thì mình chia sẻ, mình phân tích cái khái niệm là cái trang web và cái website nó khác nhau và nó giống nhau như thế nào các bạn ha. Thì một cái website á, thì nó chứa nhiều cái trang web trong đó. Trong một cái website thì nó có là một cái hệ thống trang web nè, một cái hệ thống blog bài viết nè, vân vân, có rất là nhiều các bạn ha. Trong cái website á, thì nó có các cái trang web độc lập nhau. Ví dụ như các bạn thường thấy đó là các cái trang giới thiệu nè, hay là các cái trang tin tức nè, hay là trang cửa hàng nè, vân vân vân. Đó. Mà ngày nay á, khi mà chúng ta làm kinh doanh, khi chúng ta làm marketing á, thì chúng ta chú trọng vào cái việc gì? Chúng ta tạo ra một cái trang, hay là gọi là cái trang thu hút, cái trang landing page, hoặc là cái trang bán hàng, hay là gọi là trang sale page ha. Thì làm như thế nào để mà chúng ta tạo ra một cái trang web mà nó trở nên hiệu quả hơn, giúp cho cái người truy cập vào trong cái website của chúng ta họ trở thành người mua hàng ha. Thì trước đây á, thì các bạn thấy á, là một cái trang web hay là một cái website ha, thì nó chứa rất là nhiều thông tin. Tức là cứ một cái công ty nào đó mà họ xây dựng lên một cái website thì họ bỏ rất là nhiều cái thông tin như đó. Ví dụ như các cái tài liệu, các cái tin tức họ bỏ rất là nhiều ha. Nó ví như các bạn thấy, nó ví như các cái trang web của nhà nước hiện tại bây giờ họ để rất là nhiều cái thông tin như đó. Và đó là cái cách truyền thống ha. Và ngày nay thì cái cách đó nó không còn hiệu quả trong cái việc mà chúng ta làm marketing và chúng ta làm bán hàng nữa. Đó. Cái web đó nó là web trước đây ha. Thì ngày nay thì cái trang web của chúng ta nó giống như cái việc đó là nó là một cái nơi chào hàng rất là nhanh chóng, hoặc là nó là một cái nơi xảy ra một cái giống như là một xảy ra một cái buổi hẹn hò đầu tiên vậy các bạn ha. Thì khi mà chúng ta thiết kế một cái trang web thì chúng ta chú ý năm cái yếu tố sau. Cái yếu tố thứ nhất là các bạn chú ý là khi mà khách hàng truy cập vào cái trang web của chúng ta, đúng không, thì cái phần đầu tiên mà nó xuất hiện trên cái màn hình đó, trên màn hình điện thoại hay là trên màn hình máy tính cũng được ha, thì cái phần đó nó sẽ xuất hiện là thứ nhất là chữ và hình ảnh, nó là phải là một cái lời đề nghị, một cái lời đề nghị và cho cái người truy cập vào website chúng ta biết là chúng ta đang bán cái gì, chúng ta đang cung cấp cái gì. Và một cái cần thiết nữa là chúng ta phải có một cái lời kêu gọi hành động. Chúng ta kêu gọi hành động là mua hàng hay là đặt hàng hay là truy cập vào ngay. Vậy là chúng ta phải có ba yếu tố. Họ truy cập vào thì họ phải biết là họ vào cái web này để làm cái gì, chúng ta có cái gì để mà giúp họ giải quyết vấn đề, và họ cần phải làm cái điều gì để mà cái vấn đề họ được giải quyết. Các bạn thấy không? Các bạn có thể truy cập vào cái website của Vinh Marketing, các bạn sẽ thấy được là khi mà các bạn truy cập vào đó, mình có một cái tiêu đề, đúng không, và một cái mô tả cho tiêu đề đó, và một cái nút lời kêu gọi hành động. Rồi, đó là cái phần quan trọng nhất ở trên cái trang web khi mà khách hàng họ truy cập vào ha. Thì chúng ta cần có một cái lời đề nghị mua hàng, lời đề nghị mua hàng. Cái lời đề nghị đó nó sẽ giúp cho khách hàng ra quyết định làm một cái điều gì đó. Nếu mà chúng ta không có cái lời đề nghị đó thì cái lời đề nghị hoặc là lời kêu gọi thì khách hàng họ không làm gì hết, và họ vào cái web của chúng ta họ sẽ lướt, họ sẽ bị lạc ở trong đó, tại vì trong cái website nó có rất là nhiều thông tin và họ bị lạc ở trong đó. Tuy nhiên theo một cái chiến dịch marketing nào đó thì khi mà khách hàng họ vào web thì chúng ta phải giúp cho họ có một cái định hướng, có một cái đường đi. Vậy thì những cái lời kêu gọi hành động đó nó sẽ giúp cho khách hàng biết cách để mà giải quyết các cái vấn đề ha. Và cái điều thứ hai các bạn cần chú ý là khi mà chúng ta đặt cái lời kêu gọi á, cái lời mà kêu gọi khách hàng á, thì cái lời kêu gọi đó nó phải rõ ràng. Nếu mà chúng ta muốn khách hàng điền thông tin thì chúng ta cứ nói là khách hàng điền thông tin, muốn khách hàng là đặt mua thì chúng ta ghi là mua ngay, hoặc là muốn khách hàng đăng ký thì chúng ta ghi đăng ký ngay. Mình thấy có rất là nhiều website thường để những cái nút đó là nó cứ gì, những cái nút là xem thêm, rồi cái nút đọc thêm, nó không có giúp cho khách hàng ra được một cái quyết định cụ thể nào hết bạn ha. Các bạn có thể tham khảo cái nút kêu gọi hành động ở trong cái website của Vinh Marketing đó. Và các bạn chú ý là cái lúc mà chúng ta kêu gọi hành động thì nó phải rõ ràng. Nó rõ ràng ở đây rõ ràng về nội dung, rõ ràng về màu sắc và cái bố cục các bạn ha. Rõ ràng về màu sắc, nội dung và bố cục. Về bố cục thì thường là khách hàng họ truy cập vào trong cái trang web này thì thường các bạn để ý cái mắt người ta nhìn là người ta nhìn từ bên trái sang bên phải, đúng không, xong rồi xuống
theo cái hình Z này, hình zigzag này đó. Vậy thì cái lời kêu gọi hành động đó, chúng ta nên thứ nhất là chúng ta đặt ở bên trên và bên phải cái màn hình, hoặc là chúng ta phải đặt ở giữa nửa trên màn hình đó, và nó phải đúng ngay cái tầm mắt cái người mà khách hàng họ đang đọc. Vậy thì họ dễ dàng ra trong việc hơn. Còn về màu sắc thì các bạn có thể là thiết kế một cái màu sắc để cho nó nổi trội hơn các cái màu khác. Có thể chúng ta chèn các cái icon hoặc là các cái hiệu ứng vào đó để giúp cho cái nó sinh động hơn đó. Đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba ở đây là trong một cái trang web thì chúng ta nên đưa các cái hình ảnh nó mang cái tính chất là gì, nó mang tính chất tích cực vào. Những cái hình ảnh mà nó mang tính chất vui vẻ nè, mỉm cười nè, sung sướng nè, ở những cái hình ảnh đó một cái phần nào đó truyền năng lượng cho cái người xem, là truyền năng lượng cho cái người lướt web. Và chúng ta chú ý là những cái hình ảnh đó nó phải liên quan tới cái tiêu đề, liên quan tới cái tiêu đề mà chúng ta đưa lên trên cái website ấy. Không phải là cái hình ảnh một nơi hay là tiêu đề một nơi, hình ảnh một nơi thì nó không có ăn khớp gì với nhau hết. Rồi cái yếu tố thứ tư, cái yếu tố thứ tư á, nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thiết kế một cái trang web, ở đây mình nói một trang web nhưng mà là website ha, một cái trang web thì chúng ta nên là cái trang web này nó nên chú trọng vào một cái chủ đề, một cái vấn đề nào đó. Thường thì mình thấy là có rất là nhiều cái website họ cũng là một cái trang web đó, họ để tùm lum chủ đề trên đó. Khách hàng thường thì khi mà họ gặp vấn đề thì họ gặp một vấn đề thôi, họ không gặp nhiều vấn đề. Cho nên là chúng ta càng đi sâu vào cái ngách đó bao nhiêu á thì giúp cho khách hàng giải quyết nhanh bấy nhiêu. Có thể là trong cái công việc kinh doanh của chúng ta có rất là nhiều sản phẩm, có rất nhiều giải pháp dịch vụ, tuy nhiên là chúng ta phân bổ nó ở trên các cái thanh menu ha, hoặc là ngoài trang chủ á, và giúp cho định hướng cho khách hàng đi đúng hướng ha. Và khi mà đúng hướng rồi thì trên cái trang web của chúng ta phải thể hiện đúng cái chủ đề. Chúng ta chia nhỏ nó ra thì chúng ta sẽ giải quyết nó triệt để hơn ha. Và cái thứ năm, cái cuối cùng cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta nên kết hợp giữa hình ảnh, video và chữ viết để tạo nên một cái nội dung giúp cho khách hàng họ ở lại cái trang web của chúng ta lâu hơn. Một cái trang web mà nó nhiều chữ quá thì nó cũng rất là nhàm chán, mà một cái trang web mà nó nhiều hình quá thì nó cũng nhàm chán, mà một cái trang web video không nó cũng nhàm chán. Chúng ta nên biết kết hợp đó là giữa chữ và hình ảnh hoặc là video kết hợp vào để cho nó cái web, trang web nó sinh động hơn đó. Và chúng ta phải biết là khi mà khách hàng họ vào web của chúng ta là họ lướt web, đúng không? Họ lướt web. Trừ khi nào họ nghiên cứu chuyên sâu á thì lúc đó họ có thể truy cập vào các cái blog, các cái bài viết họ đọc. Còn họ lướt, cho nên cái tốc độ lướt các bạn thấy nó lăn con chuột rất là nhanh, đúng không? Mà khi mà lăn con chuột nhanh như vậy thì chúng ta không thể nào mà bố trí các cái chữ viết mà một cách nó chi tiết được ha. Chúng ta nên để các cái tiêu đề chữ nó to lên, hình ảnh nó rõ ràng ra, và các cái video nó phải rất là sinh động. Thì từ đó giúp cho khách hàng họ lướt vào, họ bị cuốn hút vào trong cái trang web của chúng ta. Và trên là 5 cái yếu tố mà một cái trang web nên có, 5 yếu tố một cái trang web nên có, để nó là những cái nền tảng để giúp cho chúng ta bắt đầu xây dựng một cái website nó trở nên hiệu quả hơn. Và đây là những cái yếu tố cũng là nền tảng, nó sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng ở lại và dễ dàng chuyển đổi hơn. Ok, ngoài 5 cái yếu tố này, các bạn còn thấy những cái yếu tố quan trọng nào, các bạn có thể comment để bổ sung vào cái nội dung của video ngày hôm nay ha. Ok, nếu các bạn thấy video này hay là nhớ bấm vào like, subscribe và nhớ để lại các cái lời bình luận ở bên dưới cái phần comment ha. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.